Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh AV Maria Và đừng quên nhấn chuông đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất Xin chân thành cảm ơn Chúng ta thường cho rằng mình phải làm nhiều việc Mình không có thời gian để cầu nguyện Có người lại cho rằng lần hạt măng côi chẳng mang lại lợi ích gì Quả thật, cái gì cũng có cái giá của nó cứ thử lần hạt đi thì kết quả sẽ khác ơn ích mang lại sẽ lớn lao như thế nào kinh nghiệm của một vị linh mục dưới đây là bài học cho chúng ta còn chần chừ gì nữa thử một vài lần xem có mất mát gì ở đâu các bạn sẽ khám phá ra công hiệu của kinh măng côi tôi có một người bạn gửi thư cho tôi kể lại một câu chuyện về các vị linh mục và việc lần hạt măng côi nhưng câu chuyện này không dễ mà thích nghi với mọi người. Chị ấy đã viết như sau. Trong tác phẩm mới nhất của Sir Emmanuel, đã dành ra một chương viết về các linh mục và việc lần hạt măng côi dưới tiêu đề Không có thời giờ để cầu nguyện ư. Với niềm triều mến, Sơ nhớ đến cha Michael là vị linh mục chánh xứ của một giáo sứ lớn tại thủ đô Paris trong một chuyến hành hương đến Mễ Du. Cha đã hỏi thăm sơ về sứ điệp đặc biệt mà Đức Mẹ đã ban cho các linh mục. Sơ Emmanuel đã kể lại một vài sứ điệp và nói thêm, Đức Mẹ cũng xin các linh mục sống với tất cả các sứ điệp của mẹ, nhất là hãy lần hạt măng côi hàng ngày. Các linh mục hãy lần hạt ba chuỗi măng côi mỗi ngày. Ngay lập tức, cha mẹ cô nói rằng việc này không thể thực hiện được bởi thời biểu công việc của Ngài rất bận rộn. Bây giờ, Sơ Manuel mới nói rằng không phải Sơ là người yêu cầu cha, mà là mẹ Thiên Chúa. Cha Michael vẫn nói không thể được, vì thế mà Sơ mới nói với Ngài, Vâng thưa cha, có thể con sai. Có lẽ thực ra Đức Mẹ đã nói, các linh mục hãy lần hạt măng côi mỗi ngày ngoại trừ cha Michael là người đang phải hết sức bận rộn. Sau đó, Sơn Manuel đã gợi ý cho cha chỉ thử làm điều này trong 2 hoặc 3 tuần. Chỉ thử làm mà thôi, cha Michael đã đồng ý. Hai tuần sau, Sơn Manuel gặp lại ngài tại Mỹ Du cùng với một nhóm người hành hương. Sơ rụt rè hỏi thăm ngài việc lần hạt măng côi tiến hành như thế nào rồi. Rạng rỡ một niềm vui, cha giơ ngón tay cái lên và nói đang tiến triển sau đó cha kể lại mình đã nhận được một cảm giác an bình lạ thường như thế nào ngay đêm đầu tiên lần hạt măng côi ngày hôm sau không những cha cảm thấy bình lặng mà còn có thời giờ rảnh rỗi để lần hạt măng côi trước khi đi ngủ nữa từng ngày sau đó đã cho cha sự bình an và cha cũng có được nhiều thời gian hơn để làm những công việc khác trong những ngày tiếp theo cha nhận ra đức mẹ đang thực sự đi trước ngài mở cửa cho ngài và chuẩn bị cho ngài cái công việc một vụ ngài không còn đơn độc nữa thay vì thế ngài có một cộng sự đáng kính bên cạnh cùng làm việc và hướng dẫn ngài ngài cho biết giờ đây đời sống của ngài có nhiều bình an hơn và không còn từ chối giáo dân của mình như ngài đã thường làm trước đây ngài nói rằng về cơ bản bây giờ ngài là một linh mục có đời sống hạnh phúc nhiều hơn như vậy có thể đi đến một kết luận là người nào cho rằng mình không có thời gian cầu nguyện thì chỉ là tính toán sai mà thôi đức mẹ đi trước chúng ta mở ra cho chúng ta các cánh cửa cần phải mở mẹ hướng dẫn chúng ta suy nghĩ và lựa chọn cũng như giúp chúng ta tránh rất nhiều sai lầm Nói một cách đơn giản Mẹ để dành rất nhiều thời giờ Cho chúng ta Nhiều thời gian hơn cho chúng ta cầu nguyện Nếu anh chị em không có thời gian Để cầu nguyện Thì cứ cầu nguyện đi Rồi anh chị em sẽ có thời gian cho mà coi Cuối cùng Sơ Emmanuel Nhắc chúng ta điều Mà cha Slaco yêu quý muốn đáp lại Tình yêu là thế đấy Khi yêu Thì chúng ta mới tìm được ý nghĩa của tình yêu còn không yêu thì chúng ta chỉ tìm được niềm tiếc nuối mà thôi